Dạ, Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Doan. Bây giờ thì khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6 2022, tức là ngày 5 tháng 5 âm lịch, Tết Đoan Ngọ. Thì Sunny đang đứng ở cái cầu vượt mé bên tay trái là cầu vượt của Bồn Bịch Cây Gõ, và bên phải là chúng ta thấy cái đình Minh Phụng, một cái đình xưa cổ của khu vực Chợ Lớn. Với video clip này Sunny sẽ đi con đường Minh Phụng quận 11 anh chị ha. Đi một vài con đường để coi cái không khí Tết Đoan Ngọ, mình đi men theo những con hẻm, và đặc biệt quay lại cho bạn Andy Leo với con hẻm 394 Minh Phụng, phường 9 quận 11. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi một vài con đường, ví dụ như là Đội Cung, rồi Xóm Đất vân vân, để gửi anh chị các bạn cái nhịp sống. Và đặc biệt giờ khách này là giờ khách chuẩn bị nhà nhà người ta cúng Tết Đoan Ngọ anh chị. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha, để coi không khí Sài Gòn. Và cũng rất là vui thực hiện theo yêu cầu của bạn Andy Leo, 394 Minh Phụng. Rồi thay vì mình lên cầu vượt để mình về vùng Bình Phú Lâm, Sunny sẽ đi mé bên phải của cây cầu. Đình Minh Phụng là rất là lâu đời rồi anh chị. Đây, được xây dựng, trùng tu xây dựng năm 1959. Đây, cái đình này là kỷ niệm, và Sunny cũng muốn ghi lại cái góc này để anh chị hình dung. Bồn Bịch Cây Gõ thì anh chị cũng biết là con đường Minh Phụng, rồi Lục Tỉnh, đây là con đường Hồng Bàng anh chị ha. Rồi mé bên phải là có con đường Trần Quốc Toản này, 3 tháng 2 có chùa Gò, rồi có rạp Quốc Thái. Một tí thì Sunny sẽ đi Minh Phụng, rồi đi Thái Phiên, rồi từ đó ngoặt theo con đường Đội Cung. Từ Đội Cung đó chúng ta sẽ đi về chợ Bình Thới trên con đường Xóm Đất nha anh chị. Trưa nay thì nhà nhà ai cũng theo phong tục của ông bà tổ tiên thì người ta cúng anh chị. Bánh ú bá trạng là bánh có thịt đó, bánh ú có thịt đó. Như anh chị cũng chia sẻ là tiếng Tiều Châu là bánh gọi là bánh ú bá trạng, là bánh ú có thịt, và bánh ú lá tre, rồi mâm ngũ quả, tất nhiên là không thiếu cái món rượu nếp than. Đây, Bồn Bịch Cây Gõ ngày hôm nay đây anh chị, đi thẳng là về Phú Lâm, bên trái là về Bình Tiên, bên phải chúng ta sẽ về Xóm Đất với chợ Bình Thới. Trưa nay thì Sunny cũng tranh thủ chạy về nhà, ở nhà thì cũng cúng, em xã cúng, rồi thế là ăn cơm gia đình. Thì không biết là anh chị như thế nào, nhưng mà riêng Sunny thì những ngày này tự nhiên nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, vui anh chị ha. Bây giờ thì không biết như thế nào, những cái tập tục truyền thống của ông bà để lại thì mình cứ thực hiện theo đó anh chị. Mình cúng trời đất ông bà tổ tiên, rồi khi mà mình cúng như thế có kiêng có lành, cảm thấy lòng bình an, rồi mình lại có một cái nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống, rồi lúc đó là chiến đấu tiếp. Cuộc sống bây giờ khó khăn, thường Sunny phải dùng là những cái từ như là cố lên, chiến đấu thôi đã, để làm sao bảo vệ cái hạnh phúc gia đình, quan trọng là tinh thần anh chị. Có cơm là vui rồi. 394 thì con đường Minh Phụng thì được mở rộng ra nhiều, rất là nhiều anh chị ha. Những cái nhà bên phải bên trái anh chị thấy đóng cửa là có thể là buổi tối người ta kinh doanh về ăn uống, nên bây giờ người ta đóng cửa chuẩn bị thức ăn, hay là hôm nay thì có một số người thì ta nói thôi tự cho phép mình nghỉ một bữa, xin phép hoặc là đóng cửa hàng để nghỉ ngơi, thì Sunny thấy cũng đúng thôi. Lâu lâu thì mình phải nghỉ ngơi để tái tạo cái sức lao động, và sức khỏe là vàng. Trước mặt anh chị đó là con đường Hàng Hải Nguyên, và con đường này cũng hay lắm, chuyên bán thùng phi, bây giờ chuyển qua thùng nhựa. Hàng Hải Nguyên. Đấy, đèn họ đèn đỏ mà sao họ vẫn chạy. Họ đèn đỏ họ chạy, người ta mình quản anh gì, xong nhìn lại ý mình đèn xanh mà. Rồi mé trái là con đường Xóm Đất để đi vào chợ Bình Thới. Mình sẽ đi thẳng, còn con đường Xóm Đất bên phải là ra Trần Quốc Toản 3/2 và 94. Và với những cái video clip này thì Sunny thực hiện rất là vui, giống như là một cái lời cảm ơn gửi tới cô chú anh chị. Thực hiện cho người khác vui là mình sẽ vui. 394 gần tới rồi. Bạn Andy Leo không có nói rõ là số nhà, chỉ nói con hẻm thôi, thì Sunny sẽ thực hiện con hẻm 394. Trời, hôm qua đây cái hẻm 394 trước mặt có quán cà phê. Hôm qua Sài Gòn mưa tơi tả tầm tả luôn anh chị, ngập từ lưa tài le hết. Sunny lúc đó thì đang bận công việc nên không có đi quay gửi anh chị được, nhưng mà theo cập nhật thông tin là nó ngập cục bộ thôi, vài tiếng là nó sẽ rút. Ngày xưa thì đất hoang vu, những ruộng đồng, rồi nước nó sẽ chảy vào đó. Bây giờ nhà cửa xây lên hết rồi, nước đâu chảy đâu được anh chị. Nó ra nó thoát không kịp, thế chảy lên đường, chảy vào nhà, từ từ nó sẽ rút ra. Hôm qua mà chiều cường nước sông lên nữa là te tưa nữa. Đây cái hẻm 394, và hy vọng bạn sẽ thấy được cái xóm hẻm của mình. Sunny cứ chạy từ từ nha. Khi mà đi như thế này thì chúng ta sẽ thấy những cái thùng người ta đốt giấy tiền vàng bạc, giờ này cúng rồi. Rồi các nhà người ta cũng đóng cửa, đấy là anh em hội họp. Tới Tết, ngày xưa Tết Đoan Ngọ vui lắm, đặc biệt là dưới quê, giống như là lo đồng án xong thế là mọi người tranh thủ họp mặt. Thì cái cúng kiến cũng rất là quan trọng anh chị, quan trọng là cái cầu xin cho vụ mùa tốt tươi. Rồi mình sẽ đi thẳng con đường này. Con đường này mang tên gì? Nó có rất là nhiều sẹt, và đây là cộng đồng của người Hoa sinh sống. Hàng Hải Nguyên, đây là một con đường Hàng Hải Nguyên. Bà con bắt đầu ra cúng kiến, rất là vui. Không biết là bạn có nhìn ra cái nhà của mình hay cái xóm của mình hay không, với con hẻm 394. Ở đây giống con đường Thái Phiên quá. Người ta đốt, đúng rồi, Thái Phiên, người ta đốt giấy tiền vàng bạc đó. Không biết ngày xưa là con đường này nó có rộng hay không. Khu vực này là buôn bán rất là nhộn nhịp. Đây là con đường Xóm Đất, và Sunny cũng cái tình thôi, Sunny sẽ quẹo vòng lại một vòng ở đây còn bán nè. Thật sự mà nói, một năm có một lần anh chị, cái bánh ú lá tre, bánh ú bá trạng chỉ một năm có một lần thôi. Sunny sẽ thực hiện lại cái hẻm 394 thì cái lòng Sunny thôi. Mấy hôm nay thì có một vài bạn trẻ vào thì sẽ coi cái clip của Sunny, thì cũng phải thôi, đọc những comment đấy, tào lao video tự nhiên là quay đường phố tào lao. Thì thật sự mà các bạn trẻ thì thích về những cái địa điểm như là sống ảo, địa điểm du lịch, hay là cái gì nó sốc, nó hot, nó theo trend. Theo trend, nhưng mà bám theo trend mệt lắm anh chị. Mình cứ thôi, mình cứ làm những cái gì mà mình thích thôi. Thì mình cũng phải thông cảm, khi mà đọc những comment đó thì mình vui thôi, chứ không có vấn đề gì. Nhưng mà thấy cũng tức cười. Rồi, Sunny lại tiếp tục đi vào con hẻm 394 tiếp tục. Đây, hẻm 394. Đây, đó, con hẻm 394. Đi thẳng vào trong, rồi sau đó mình đi Thái Phiên bên trái. Rồi mình đội dòng Đội Cung, mình ra Minh Phụng lại tiếp tục. Vui lắm, mình chạy chậm như thế này ai cũng tưởng mình đang tìm nhà một người nào đó, giả bộ khuôn mặt mình nó cứ ngơ ra, nhìn quá nhìn lại giống như tìm số nhà vậy đó, cho nó hợp lý. Rồi mình đi thẳng nha anh chị ha, mình sẽ quẹo ra con đường Thái Phiên đó một vòng, và hy vọng rằng bạn Andy sẽ thấy được cái xóm của mình trong cái Tết Đoan Ngọ, và hy vọng rằng những cái gì tốt đẹp nhất đến với bạn và gia đình. Sáng nay em xã đó nói anh ơi cũng nghỉ phép hết anh chị, nghỉ nhà chơi. Đốt với tiền ăn bạc, đây là con đường Thái Phiên. Anh ơi trưa nay anh có đi đâu không, về sớm ăn cơm cũng là ok. Anh đi gần thôi, đi con đường Minh Phụng rồi anh về với em cho chim liền cánh, cho hoa liền cành. Lâu lâu người phụ nữ thì yêu bằng tay mà anh chị, nên cái mỏ nó cũng giật chút xíu cho nó vui, cho nó thi vị trong cuộc sống. Còn con trai thì yêu bằng mắt. Hãy cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất, nhưng mà đừng có lừa dối anh chị. Xạo mà cảm thấy người khác vui thì không có ảnh hưởng thì cũng nên xạo. Giống như là đối với Sunny, anh chị là nhất, anh chị là số 1. Khi mà nói câu đó thì biết là xạo rồi đó, anh chị biết là xạo rồi, nhưng mà cảm thấy nó vui trong lòng. Thằng này nó xạo, nó sợ mỏ nó giật. Giống như là ngày xưa mà Sunny có khi gặp một khách hàng đó, đặc biệt chị em, nó trời ơi chị bữa nay chị mặc cái bộ này sao thấy hợp với dáng chị quá. Không, cái màu sắc chị chọn cũng hài hòa với cái dáng của chị. Trời ơi một lát về nó ói lên ói xuống luôn ra chị. mà mình nói vậy cho nó vui thôi anh chị, nói cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng. Sáng sớm tự nhiên có cái thằng nó khen mình cảm thấy vui. Xóm hẻm, và trước nhà người ta treo một cái bó cây, lá cây. Rồi đây là đi ra con đường gì ta, giống con đường Đội Cung quá. Đúng rồi, con đường Đội Cung đó, người Hoa người ta cúng kiến nhiều lắm. bên kia nữa, bên trái con đường đó. Giờ này là giờ cúng, giờ này chợ bắt đầu vắng thôi anh chị, người ta cúng buổi trưa thôi. Đoan là mở, ngọ là giờ ngọ, từ 11 giờ đến 1 giờ là cái thời khắc mà giữa trời đất gần nhau nhất, thiêng liêng nhất, Đoan ngọ. Đây là con đường Đội Cung anh chị ha. Ở đây có một cái khu chung cư mới thôi, chung cư mới sau này, nhưng mà kiến trúc thì nó cũ. Thường thường kiến trúc mới bây giờ chung cư ra ở dưới thường thường ta có cái trung tâm thương mại, rồi có hầm gửi xe, ở trên mới là ở. Vô xóm hẻm, cái xóm này cũng xưa cũ, chạy thẳng ra con đường Minh Phụng. Rồi bây giờ thì trước mặt anh chị đó là con đường Minh Phụng, và từ đây Sunny sẽ chạy ngang qua chợ Bình Thới trên con đường Xóm Đất anh chị ha. Cái này nó có cái rào tre rồi, mình phải chạy xuống tuốt dưới kia luôn anh chị, cái rào nó trắng thì mình không có qua được. Thì cách đây khoảng 20 năm về trước đó thì con đường này thì nó cũng rất là phức tạp, với những quán cà phê, phía trước thì có những cây dừa, và buổi tối thì đèn chớp chớp xanh đỏ tím vàng, đó là quán cà phê ôm. Nhưng mà bây giờ thì những cái mô hình đó dẹt ra ngoài vùng ven là anh chị, giờ nó thay thế bởi những cái điểm bán cà phê, công ty, quán ăn, quán nhậu. Đó, trước mặt anh chị đó là con đường Bình Thới, bên phải là về Phú Thọ, bên trái là về Đầm Sen, và Sunny sẽ quẹo lại. Buổi tối thì đi trên con đường thì này là vui lắm, có những cái quán nhậu thâu đêm suốt sáng, và đặc biệt có một cái hẻm lẩu dê đâu cái chỗ Bồn Bịch Cây Gõ rất là ngon. Hôm qua Sunny có quay cái xóm làm bánh ú lá tre trong cái dịp Tết Đoan Ngọ đó anh chị. Một năm có một lần cái xóm đó làm rất là đông vui. Nếu mà anh chị mà năm sau đó có gì ghé nơi đó đi tham quan rồi mua ủng hộ cho bà con nha anh chị ha. Nếu mà có thời gian thích hợp thì mình đi ghé nơi đó cũng rất là hay. Tại vì cái ngành nghề, những cái ngành nghề từ từ nó mai một dần anh chị. Lớp trẻ bây giờ thì họ không thích làm những cái ngành nghề đó nữa. Ví dụ Bình Tiên có xóm làm chổi cỏ, và từ từ thì thế hệ trẻ sau này thì không có làm nữa. Cái nghề đó nó mai một đi, cũng hơn cả nửa thế kỷ rồi còn gì nữa. Cái chợ Bình Thới này đó, cách đây khoảng 10 năm thì con đường Xóm Đất thì mình đi vào không được đâu anh chị, nó là một con đường chợ luôn. nhưng mà sau này người ta xây một cái lòng chợ nên cái việc đi lại thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mọi người. Đây cái hẻm nè, phía trên là con đường Xóm Đất mà Sunny cũng muốn quẹo vào. Ở đây có trường Lê Anh Xuân, quẹo vào. Trường học thì ở đây mặc dù có lòng chợ nhưng mà Sunny để ý tất cả con hẻm ở đây đều buôn bán cũng rất là nhộn nhịp. Bà con thuê mặt bằng của nhà người ta đó, rồi người ta bán thôi, buôn bán. Cái lòng chợ thì nhìn chung là nó cũng vắng anh chị, vắng lắm. Một lát Sunny sẽ đi qua con đường Xóm Đất. Đây, con đường này đi vào cái lòng chợ là anh chị. Lòng chợ đó. Tới kia thì mình quay lại anh chị ha, không có đi vào trong rộng được tại nhà người ta buôn bán mà. Cái lòng chợ cá thôi anh chị. Rồi mình đi ra anh chị ha. Buôn bán thì cũng nhộn nhịp đó chứ. Buổi sáng thôi, cái lòng chợ chị buổi sáng thôi, buổi chiều thì nó sẽ vắng. Mình sẽ đi xuống con hẻm. Đây là con đường Xóm Đất và bên kia là cũng là những con đường người ta cũng buôn bán. Con đường Xóm Đất thì song song với con đường Hàng Hải Nguyên. Đây là cái hướng là chúng ta về cái hướng đầu chợ là anh chị. Đó, hai bên người ta buôn bán vậy nè. Đây cái lòng chợ nè anh chị, cửa chợ Bình Thới. Hồi nãy mình đi phía sau lòng chợ, bây giờ nó nhỏ nhỏ vậy thôi, và xung quanh này thì người ta cũng buôn bán nhiều. đồ ăn thức uống ngoài đường. Nếu đi thẳng là anh chị cũng nhớ là chúng ta về Cầu Tre. Cầu Tre quẹo phải là chúng ta về với Đầm Sen, bên trái thì chúng ta về với con đường Lục Tỉnh, Phú Lâm. Tới đây thì Sunny sẽ quẹo lại anh chị, quẹo lại. Còn về cái xóm Cầu Tre thì Sunny cũng thực hiện nhiều lần rồi. Cái xóm đó thì mỗi lần mà quay thì rất là có nhiều cô chú anh chị khán giả trên kênh cũng ở khu vực đó. Rồi, mình sẽ quẹo lại. Anh chị thấy với không khí chợ rất là nhộn nhịp. Chỉ có một năm ngoái thôi thì cái chợ này bị đóng lại, bị rào đóng lại, lý do có ca nhiễm. Mà ngày xưa thì quá ghê, quá hồi hộp. Đây mình đi vô một con hẻm, con hẻm này người ta cũng buôn bán nè anh chị thấy không. Quanh chợ là những cái hẻm này bao vây cái chợ. Mình sẽ quẹo vào đây để mình đi ra đó một tí gì đó thôi, qua ra con đường Bình Thới lại. Chợ Bình Thới. Rồi chúng ta sẽ ngắm nhìn con đường xóm đất xưa và nay thì như thế nào anh chị. Bán những cái lá, bó lá 10.000 một bó. Nào là xương rồng, giống như từ cái bó lá nó trừ tà vậy anh chị. Xương rồng, lá bưởi, xả. Mà một điều đặc biệt là khi mà treo nhà nào ai cũng treo cái bó trước cửa. Còn đối với cái từ là không biết đúng hay không, cái từ là Tết diệt sâu bọ thì nó xuất phát từ ngoài Bắc lần anh chị. Diệt sâu bọ để cho mùa vụ tốt tươi. Đây là một cái Tết nửa năm, công nhận thời gian nó trôi nhanh quá. Mới đây là nửa năm rồi, thấy cũng chẳng làm được gì. Đôi khi anh chị muốn thời gian nó ngừng trôi để mình chiêm nghiệm, để mình làm được nhiều việc hơn. Nhưng mà nó cứ trôi mãi và những cái hiện tại nó trở thành quá khứ và trở thành những cái hoài niệm đáng nhớ. Đặc biệt là rất thích nghe những bài hát ngày xưa. Lý do rằng đôi khi cũng không biết cái từ ngữ thì nó nói lên bài hát về tình yêu đôi lứa hay là tình quê hương thì nhưng mà chỉ không nghe đâu, tự nhiên nghe những giai điệu đó tự nhiên nhớ lại cái khoảng thời gian đó mình làm gì, đang ở đâu và tự nhiên cái kỷ niệm nó ùa về. Rồi ở trên bàn có một ly cà phê nữa, trời ơi nó thích thú lắm anh chị. Cái thời gian đó thì Sunny thường nghe những cái ca sĩ như là Ngọc Lan nè, rồi Sĩ Phú nè, Tuấn Khanh nè, em Viết Phương nè, Tuấn Ngọc nè, Vũ Khanh nè. Nghe những cái ca sĩ đó thì nhiều. Khánh Hà. Còn xa xưa hơn nữa thì Sunny ít nghe lắm, chỉ nghe những cái nhạc đó thôi, nhạc của những ca sĩ đó trình bày. Khi mà mở lên tự nhiên kỷ niệm nó ùa về, sướng ôi thôi sướng. Kỷ niệm luôn lúc nào cũng đẹp anh chị ha. Nói chứ kỷ niệm luôn lúc nào cũng đẹp. Đôi khi nó cũng hơi chạnh chút xíu nhưng mà con cái mình rút kinh nghiệm anh chị. Mình nhớ lại và đôi khi sống trong kỷ niệm không phải là mình tiêu cực đâu anh chị. Sống trong kỷ niệm để mình có một cái tích cực trong hiện tại thôi. Hiện tại và trong tương lai. Đó, trước mặt anh chị là bồn bịch cây gõ, bây giờ là hết bồn bịch rồi. hết vùng bên Cây Gõ này. Dạ, Sunny tới cầu Bình Tiên và sẽ kết thúc các clip ha, cô chú anh chị. Sunny hơi lan man chút xíu anh chị ha, vì đôi khi thì cũng có những cái tâm sự để cô chú anh chị hiểu Sunny nhiều hơn. Thôi thằng Sunny là thuộc là tiếp người nào nội tâm hay là như thế nào đó thì hiểu nhau hơn, mà hiểu nhau hơn thì gắn dễ gắn kết hơn. Đây, chúng ta sẽ băng qua con đường Hồng Bàng, con đường Lục Tỉnh năm xưa, mé trái là Bồn Bịch Cây Gõ, rồi Rạp Hát Cây Gõ, Chợ Cây Gõ, Đình Bình Tiên, thờ ông Phạm Phú Thứ, vân vân. Rồi nơi giao cắt con đường Hậu Giang thì có Rạp Hát Hồng Liên. Cái rạp hát ngày xưa nó ghi dấu ấn kỷ niệm cũng rất là nhiều của anh chị ở Sài Gòn này, rạp hát hoặc hồ bơi và các chợ, chợ xưa cả thì nó sẽ ghi dấu ấn kỷ niệm. Nhưng mà có một cái điều đáng buồn rằng rạp hát ngày hôm nay anh chị nó bị cạnh tranh những cái rạp hát với hiện đại hơn, máy móc hiện đại hơn, bị cạnh tranh. Bây giờ rạp hát trở thành cái nhà kho thì nhiều, hoặc là cái nhà hoang. Như bây giờ rạp hát Quốc Thái trở thành giống như nhà kho, bây giờ rạp hát Hồng Liên thì trở thành một cái nơi ca nhạc. Rồi mình đi qua cái cầu Phú Lâm ngày xưa, cầu Bình Tiên, cầu Phú Lâm. Rồi đây là rạp hát Cây Gõ, mé trái chợ Cây Gõ. Thì đây là một cái địa điểm mà mỗi lần đi ngang thì có rất là nhiều cô chú anh chị nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Rồi chúng ta đi. Cuối tháng này thì Sunny sẽ thực hiện một cái chuyến đi cũng rất là nhiều nơi, ví dụ như Đắk Nông, rồi cái vịnh Hạ Long thu nhỏ Tà Nùng, rồi đi theo một con đường quốc lộ để đi qua Đà Lạt, và ở Đà Lạt đó từ đó đi ra Phan Rang rồi về lại Sài Gòn cuối tháng. Và tất nhiên là Sunny đi đâu thì cũng rủ anh chị đi cho nó vui. Băng qua con đường Hậu Giang, khi mà tới con đường Hậu Giang này, băng qua con đường Hậu Giang đó, theo con đường Minh Phụng thì anh chị nhớ một cây cầu rất là cao năm xưa, đó là cầu Bình Tiên, bắc qua kênh Hàng Bàng. Bây giờ kênh Hàng Bàng thì được bị nhà dân ở đó bị giải tỏa để nó tái tạo lại một cái công viên, rồi làm lại bờ kè của kênh Hàng Bàng, nó nối giữa dòng gốm, nó kéo dài tới chỗ cầu Ba Cẳng, chợ Kim Biên sau này luôn anh chị. Chỉ làm được một mé thôi, còn mé bên trái thì đang đền bù. Một bên là bãi sậy, một bên là bến Nguyễn Văn Thành hay là Phan Văn Khỏe. Trước mặt anh chị đó là cầu Bình Tiên ngày xưa đó. Đây, đây là một cái công viên. Và tới cái địa điểm này thì Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip thật là dài, đi qua lại những cái con đường Xóm Đất, chợ Bình Thới, rồi quay cho bạn Andy với cái hẻm 394, hình như 394 thì phải, Minh Phụng, để thấy cuộc sống hàng ngày trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng. Đây là công viên. Ngày xưa thì nhà ở thôi, ở dọc theo dòng kênh Hàng Bàng. Bây giờ họ khai thông, họ làm công viên. Sáng thì người dân ở đây thì cũng ra tập thể dục. Và tới cái địa điểm này thì Sunny cũng thương ái mến chào anh chị. Và nhân Tết Đoan Ngọ thì Sunny cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn cùng gia đình một cái nhiều niềm vui và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin đi thân ái mến chào. Để ủng hộ kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, hoặc là chia sẻ cái clip này đến với các bà con ở khu vực Bình Thới, Xóm Đất nói riêng và Chợ Lớn nói chung. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại, bye bye.